đấy, nó kéo mình rất là rõ cháu nhé. Nhưng mà nói trước với cháu là không phải làm được một mình. Trái quay trái. Nhanh nữa đi. Quay trái, quay trái, quay trái. Quay trái, quay trái, quay trái, quay trái, quay trái, quay trái. Quay trái, quay trái. Người ta sợ, người ta đồn đại nhiều lắm. Cứ nói là bàn ma, bàn quỷ gì chúng không biết. Rồi cuối cùng các cơ quan chức năng nhà nước tới kiểm tra nó không gì hết. Nếu mà lừa đảo hoặc mê tín dị đoan thì nhà nước dẹp, chứ không để đến giờ đâu. Sao thì theo cái tâm mình nó tỉnh á, dạ, thì mình phải truyền cái lực vô cho nó. Được cái bàn đó, nó là phải có cái lực, dạ, tác động ở từ ngoài của mình vô thì nó mới xây. Bây giờ mà nếu không có cái lực đó mình kêu nó xây, nó bây giờ nó xây. À, không? Có nghĩa là nó xây là tùy tâm của mình. Tùy tâm của mình và tùy theo cái lực mỗi người có cái điện từ khác nhau. Dạ. Khi mà cái điện từ của mình nó mạnh á, tùy theo người chứ phải người nào đặt lên nó xây. Thì điện từ của mình á, khi mà định tâm rồi á, người nào nó mạnh nó kê lên thì các bạn nó nhích nhẹ là con tay mình thôi. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Mộng Mơ, hay còn gọi là thành phố Đà Lạt của tỉnh Lâm Đồng. Hôm nay thì về đây thì Bùi Hồ sẽ quay một số điều độc lạ, một số cái câu chuyện thú vị về tỉnh Lâm Đồng cho cô bác quý anh chị xem nha. À, đây là một nơi gọi là một cái view rất là đẹp để cho các bạn trẻ đến đây check in cũng như là chụp hình. Đó là view cổng trời mọi người. Đó. Rất là nhiều du khách đến đây luôn nè. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chuỗi hành trình đầu tiên của ngày hôm nay, đó là đi tìm hai chiếc bàn tự xây thiền bí ngay tại thành phố Đà Lạt này, mà theo khoa học chưa có lời giải thích được, chỉ giải thích theo những cái giả thuyết nhất định, đó là những cái từ trường, những cái điện trường từ cơ thể con người tiết ra làm cho cái chiếc bàn đó tự xây thôi. Còn đằng sau đó là một sự thật như thế nào, đó là một cái câu hỏi. Sau một thời gian tìm kiếm cũng khá là lâu và vất vả tại ngay tại thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng như thế này, thì Bùi Hồ cũng tìm hiểu qua một số trang báo chí cũng như là những cái thông tin từ trên mạng, thì tìm đến một cái nơi cũng khá là đặc biệt, đó là số 34 Khe Xanh ở phường 10 thành phố Đà Lạt. Ở nơi đây thì có một cái chiếc bàn tự xây, thì để tìm hiểu thực hư về cái câu chuyện và chiếc bàn có khả năng tự xây chuyển và vì sao nó lại tự xây, thì mời cô bác quý anh chị cũng như là tất cả các bạn cùng theo Bùi Hồ để vào đây để gặp chú, cùng trò chuyện và tìm hiểu về cái ngôi bàn này luôn. Dạ, con chào chú ạ. À, chào cháu. Dạ, hôm nay thì con ở miền Tây đến đây, thì con được biết qua những cái phương tiện báo chí cũng như là truyền thông, thì con biết được cái bàn của nhà chú là có thể tự xây. Thì con không hiểu tại sao là nó có thể tự xây được và cơ duyên như thế nào nó xây hả chú? Cái bàn này là của gia đình và chị dâu chú ở Bình Định, đời ông đời cha để lại rồi, mà không biết rõ là bao nhiêu năm. Nhưng mà đến năm 1976 thì mới phát hiện cái bàn nó xoay. Cái hồi đó người ta đi sơ tán về sau chiến tranh rồi cúng lại nhà, đem cái bàn ra ngoài sân ngồi đánh bài uống nước với nhau. Lúc chia bài người ta rất vô tình, người ta chạm tay vào thấy cái bàn nó giật xoay. Đến năm 1993 thì mang ở Bình Định về đây. Đến bây giờ luôn, đây nha cháu nhé, nó không có gì trong này. Nó hoàn toàn bằng cây gỗ thôi nhé. Dạ. Ở đây là một cái cây gỗ khá là bình thường, ở trong này có đập đục gỏng một cái khoảng như thế này để giữ cái trục của bàn. Giữ cái trục của cái bàn. Thì đa số là các bàn ở Bình Định đó chú, thì được đục gỗ như thế này hết hay sao, hay chỉ riêng một cái chiếc bàn này? Cái mốt của người ta như vậy ra. Dạ. Cái kiểu người ta vậy đó. Dạ. Tí nữa mình đặt hẳn mặt bàn này xuống đất luôn, không cần cái trục cũng được nha cháu nha. Dạ. Hiện nay chưa ai lý giải được tại sao cái bàn nó biết nghe tiếng người mình nói sao đi như vậy. Dạ. Nói nhanh chậm trái phải là nó đi theo ý của mình luôn. Dạ. Nhưng mà nói trước là có người xoay được một mình, có người chung nhau hai ba người với nhau thì nó mới xoay, có người không bao giờ xoay được. Dạ. Bây giờ chú làm cho cháu xem nhé. Cái bàn này là bằng gỗ gì hả chú? Gỗ mít rừng. Mít rừng. Mít mọc ở trong. Và không biết là bao nhiêu năm. Và không rõ là bao nhiêu năm. Có được một số phương tiện thông tin báo là nó cái bàn này có thể gọi là bị sét đánh hả chú hả? Cái đó là chú không hiểu nổi. Và bây giờ thì chắc có lẽ là chú là chú tên gì ha? Chú Tuyến. Chú Tiến. À, chắc có lẽ là sẽ chú Tiến là người mà xem cái giữ cái ngôi bàn này. Đúng rồi. Và để cho khách mà khi lên Đà Lạt đó thì có dịp ghé đây để chiêm ngưỡng cái bàn này. Thì bây giờ mời chú để mà cho chiếc bàn này nó xây theo ý rồi, bây giờ chú làm cháu xem nhé. Dạ. Đặt nhẹ tay thôi nhé, rất nhẹ nhàng, chạm nhẹ vào bàn. Bây giờ chú kêu nó quay bên phải.
Đấy, cái bàn nó kéo mình đi, mình bước theo cái bàn nhé. Mình nói nhanh thì nó nhanh, nói chậm là nó chậm. Dừng lại, quay trái, nó kéo mình thôi nhé. À, chiếc bàn nó kéo mình đi. Dạ. Tuyệt đối cháu không tác động lực, không gặp tác động lực, không đẩy cái bàn đi. Nó kéo mình thôi nhá. Quay phải. Đấy, nó kéo mình rất là rõ cháu nhá. Nhưng mà nói trước với cháu là có người làm được một mình, có người phải chung nhau hai người, ba người thì nó mới xoay, có người không bao giờ xoay. Bây giờ thì mình đã kiểm chứng được cái phần này nó xoay như thế nào. Mình cùng với là chú Tiến sẽ đặt tay vào bàn nha. Chạm nhẹ thôi nha. Quay về tay trái cháu đi. Quay trái. Nhanh lên. Cháu bước theo cái bàn nha. Chú thả tay ra là nhanh lên. Nhanh nữa. Nó kéo cháu đi rất rõ đấy nhá. Kéo đi. Cháu nói đi. Nói ra cũng được mà nghĩ trong đầu. Quay trái, quay trái. Đi theo. Quay trái, quay trái. Cháu cảm nhận được cái bàn cháu đi là đúng đó. Quay trái, quay trái, quay trái. Nhanh nữa đi. Quay trái, quay trái, quay trái. Quay trái, quay trái, quay trái, quay trái, quay trái, quay trái. Quay trái, quay trái. Quay phải. Cháu nói tiếng gì cũng được, nó đều tiếng Anh. Tiếng Anh, tiếng Pháp, bất cứ tiếng nào. Hình như là con thì nó không quay xoay được. Giống như quay mà giống như chú được. Không, cháu phải chú trong lòng lúc đi. À, bây giờ mình hình như nó là ở trong cái tư tưởng của con nó có một cái luồng thông tin gì đó, cái luồng gì nó năng lượng gì đó. Nó rất là lạ ở trong cái suy nghĩ của con. Tùy mỗi người cảm nhận là sao. Nó quay được cho nó nhanh lên thì nó mới nhanh nhá. Nói chậm là nó chậm, nói dừng lại nó dừng lại. Có một cái cảm nhận như thế này nè. Khi mà mình nhắm mắt lại á, mình tập trung một cái điều, cái suy nghĩ của mình vào cái bàn. Nếu còn nó quay trái hoặc là quay phải thì nó sẽ một, nó giống như là truyền một cái năng lượng gì đó từ cái bàn để bắt đầu mình quay. Và sau đó thì cái chân của mình á, mình theo cái quán tính thì cái bàn nó quay thì cái chân của mình nó sẽ quay theo. Đó là cũng là một cái điều khá là lạ mà hôm nay mình muốn kiểm chứng để cho cô bác quý anh chị cũng như là tất cả các bạn biết được cái bàn này là nó có khả năng, đặc biệt là nó tự xây hay không, hay là do những cái lời đồn đoán, những cái lời nào đó nó không chính xác mà mình muốn kiểm chứng. Và thật sự là nó nói như vậy mọi người. Nó có một cái luồng thông tin khá, một cái luồng tín hiệu khá là lạ từ cái chiếc bàn này truyền lên. Và nếu như mà mọi người mà theo như chú Tiến chia sẻ đó, thì cái bàn này đó thì có người thì xoay được, có người xoay không, hoặc là có người cần sự trợ giúp của chú, hoặc là hai người cùng xoay thì nó mới có thể xoay được. Nhưng mà bản thân mình thì hôm nay cảm nhận được là cái chiếc bàn này nó có thể tự xoay theo cái ý nghĩ của mình được. Còn riêng các bạn thì sao, để các bạn bình luận khi mà các bạn đến Đà Lạt này đó, đến ngôi ngay nhà của chú này, thì cảm nhận của các bạn như thế nào, đã từng đến đây chưa và cảm nhận như thế nào thì các bạn bình luận cho mình biết nha. Và bây giờ chắc có lẽ là mình sẽ kiểm chứng một lần nữa cùng với chú để mà chia sẻ về cái câu chuyện là hai chú cháu có đồng ý tưởng với nhau không hay chú ha. Con mời chú ha. Dạ con mời chú, hai chú cháu mình cần nói ra không chú, hay là để nói ra thì thống nhất một bên nhá. Dạ. Bây giờ quay về tay phải. Dạ. Quay phải. Nhanh. Nhanh nữa đi. Nhanh nữa. Nhanh lên. Dừng lại đi. Quay trái. Ôi. Nói chung là khi có chú, giống như có năng lượng của chú thêm vô á thì nó sẽ quay nhanh hơn. Nhưng mà con không hiểu như thế này nè chú, đối với con là một người Việt Nam thì cái bàn này nó hiểu tiếng Việt, thì đối với những người mà ngoại quốc thì sao? Nói tiếng Việt không được. Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng bất cứ tiếng gì nó đều một đều là tiếng Anh. Dạ. Người ta
sợ người ta đồn đại nhiều lắm, cứ nói là bàn ma bàn quỷ gì tôi không biết. Rồi cuối cùng các cơ quan chức năng nhà nước tới kiểm tra nó không gì hết. Nếu mà lừa đảo hoặc mê tín dị đoan thì nhà nước dẹp, chứ không để đến giờ đâu. Dạ. Đến giờ vẫn không ai lý giải được tại sao cái bàn nó biết nghe tiếng người. Mình nói sao đi như vậy. Nhà nước có đem cái bàn này về kiểm chứng cho chú? Người ta tới kiểm chứng nhiều lắm. Ừ. Có những cái hội khoa học nào từ nước ngoài về đây để kiểm chứng cái chiếc bàn này không? Không có. Và cuối cùng thì họ kết luận như thế nào chú? Kết luận nói về khoa học thì ông giáo sư Nguyễn Lân Dũng nói là từ trường. Còn ông giáo sư Hinh thì nói là quay theo nhân điện, điện sinh học. Quay theo nhân điện. Còn ông Vũ Thế Khanh lại nói là quay theo lực moment. Ba ông không thống nhất được với nhau. À, dù sao thì đó cũng là những cái giả thuyết để chứng tỏ rằng chiếc bàn này nó xoay là nó có một cái lực từ trường, là một cái nhân điện nào đó. Nhưng mà qua đến đây thì mình mới thấy được một cái chiếc bàn khá là kỳ lạ mọi người. Nói chung là trước đây thì mọi người cứ nghĩ là rằng là do cái chiếc bàn này nó có một cái trục ở dưới này. Nhưng mà chú chia sẻ là có người thì nguyên ngày là chẳng có qua, do không có cái nguồn, cái tần số sóng á, cái tần số dao động của cảm nhận của cái bàn và mình với nhau nên nó sẽ không quay được. Để kiểm chứng về điều đó thì mình thấy ở nhà cô chú có rất là nhiều tờ báo cũng như là bài viết về chiếc bàn xoay ở An Nhơn của tỉnh Bình Định nha mọi người. Cũng như đây là một cái theo tờ báo công, đây là theo tờ báo công an ra ngày 12 tháng 6 năm 2005 nè, cần giải mã những chiếc bàn tự xoay cây bí hả. Và đây là cần giải mã những chiếc bàn tự xoay cây bí theo báo công an đó. Chiếc bàn ma thuật hay là đi tìm lời giải đáp, mọi người có thể thấy nha. Cái bàn kéo là đúng. Đây khá là lạ, hôm nay mình chia sẻ cho cô bác quý vị tại nhà của chú Tiến. Địa chỉ nhà của chú là ngay ở số 34 là Khe Xanh, phường 10, thành phố Đà Lạt nha mọi người. Cái chiếc bàn khá là lạ, và ngoài cái chiếc bàn của chú Tiến thì mình còn biết thêm một cái chiếc bàn ở trong một cái ngôi chùa đó. Thì nếu có thời gian thì mình sẽ quay kỳ video cho các bạn cùng xem. Và đây là một điều khá là, mình thì không có tuyên truyền về mê tín gì đâu, nhưng mà đây là một cái câu chuyện mình đã kiểm, mình đã được thông tin từ báo chí và mình đã đọc báo và mình biết cái bàn này nó tự xây như vậy. Tôi sẽ mang cho các bạn một điều hay, ý nghĩa đó, cũng như là đến thăm nhà chú Tiến để mà xem cái ngôi bàn kỳ lạ này nha. Rồi bây giờ tiếp tục hành trình tiếp theo. Sau khi rời khỏi nhà của chú Tiến, một ngôi nhà mà có một cái chiếc bàn độc lạ có nguồn gốc từ An Nhơn của Bình Định đó mọi người, thì mình tìm đến một cái ngôi chùa cổ có tên là Thiên Vương Cổ Sát. Thì trong cái ngôi chùa này cũng có một cái bàn gọi là bàn tự xoay, có khả năng một cái từ trường nào đó, mà theo lý giải của khoa học thì những cái moment lực, những cái từ trường lực và làm cho cái chiếc bàn tự xoay. Thì để tìm hiểu thực hư cái câu chuyện về chiếc bàn tự xoay thứ hai như thế nào, mời cô bác quý anh chị cùng Bùi Hồ vào bên trong chùa để mà khám phá cái chiếc bàn này nha. Hiện tại thì mình đang có mặt tại chùa Thiên Vương Cổ Sát. Và trước mặt cô bác quý anh chị cũng như là tất cả các bạn là một cái chiếc bàn rất là cổ. Đây là chiếc bàn thứ hai mà mình tìm hiểu được. Và chiếc bàn này có khả năng giống như chiếc bàn của chú Tiến, đó là có khả năng tự xoay theo ý niệm của con người. Nghĩa là ý nghĩ của người như thế nào thì nó sẽ xoay như vậy. Và thật sự cái câu chuyện những cái chiếc bàn tự xoay như thế này tại Đà Lạt vẫn là một cái câu chuyện khá là huyền bí mà cần đi tìm lời giải đáp. Cái chiếc bàn này thì nằm bên hông chánh điện của chùa Thiên Vương Cổ Sát mọi người. Mình thấy ở đây thì cái chiếc bàn này so với cái chiếc bàn của chú Tiến á, thì về kết cấu của một cái chiếc bàn thì nó vẫn giống như vậy. Tuy nhiên thì cái chiếc bàn này gỗ thì nó sẽ làm được làm thì có vẻ là nó cổ kính hơn tí xíu. Có nghĩa là gỗ nó màu đen á. Còn gỗ của chiếc bàn của chú Tiến lúc địa chỉ mình mới vừa quay cho các bạn xem thì nó là một cái chiếc bàn bằng gỗ mít. Bây giờ thì đã kiểm chứng thì mình sẽ xoay cho mọi người xem ha. Cái gì? Có bằng hai lợi.
Thì cái chiếc bàn này cũng có khả năng tự xây với mọi người. Và tư tưởng của mình tập trung càng nhiều quá thì chiếc bàn nó sẽ xây càng nhanh hơn. Theo chú Tiến chia sẻ thì mỗi cái chiếc bàn mỗi người khác nhau thì nó có khả năng tự xây, có những người tự xây nó chiều không xây. Đây là một cái chiếc bàn khá là lạ. Chiếc bàn này là một trong những cái chiếc bàn cũng được di chuyển từ Bình Định đó mọi người. Và mình có cái cảm nhận là khi mình nhắm mắt lại và mình tập trung tư tưởng vào một cái hướng sang trái hoặc hướng sang phải thì chiếc bàn này nó tự xây và nó tự kéo mình thật. Đây là một cái câu chuyện mà bản thân mình tự kiểm chứng và mình cảm nhận được rằng chiếc bàn này có khả năng tự xây. Và việc tiên vì sao chiếc bàn này có khả năng tự xây như thế thì cũng là một cái điều bí ẩn. Cái chiếc bàn này nó có một cái trục rất là nhẹ, có một cái trục tròn á, nên khi mà các bạn mà lực xây của nó cũng khá là yếu, nên khi các bạn đè mạnh như thế này nè thì không thể nào chiếc bàn nó tự xây được, mà mình phải để một cái chiếc cái tay của mình á, mình phải chạm nhẹ như thế này và chiếc bàn nó sẽ tự kéo mình đi à đó. Chứ mình không cần đẩy mạnh như thế này mọi người à, đẩy mạnh như thế này là nó khác nha, mình chỉ cần chạm nhẹ như thế này nè, đó là cảm nhận của riêng mình. Và hai chân thì phải thẳng đứng á, thì chiếc bàn nó mới khả năng tự xây được đó. Thì rất mong video clip này mình sẽ chia sẻ về hai cái chiếc bàn có khả năng tự xây kỳ lạ chỗ thành ngay thành phố Đà Lạt của tỉnh Lâm Đồng. Đó là một điều khá là kỳ lạ mà mình muốn chia sẻ với tất cả các bạn. Chùa xong rồi bắt đầu nó có. Nhưng mà cái bàn đó là ở đâu hay chứ? Cái bàn đó hả? Dạ. Hồi khi là ở ngoài gỗ, ngoài Bình Định đưa vô. Dạ. Ừ, góc Bình Định á. Ừ. Con thấy nó có khả năng tự xây kỳ lạ quá chứ. Tự xây kỳ lạ là thì theo cái tâm mình nó tỉnh á. Dạ. Thì mình phải truyền cái lực vô cho nó. Cái bàn đó nó là phải có cái lực. Dạ. Ở từ ngoài của mình vô thì nó mới xây. Bây giờ mà nếu không có cái lực đó mình kêu nó xây, nó bao giờ xây. À. Đó. Có nghĩa là nó xây là tùy tâm của mình. Tùy tâm của mình là tùy theo cái lực mỗi người có cái điện từ khác nhau. Dạ. Khi mà cái điện từ của mình nó mạnh á, tùy theo người chứ không phải người nào đặt lên nó xây. Thì điện từ của mình á, khi mà định tâm rồi á, là cái điện từ mỗi người nó mạnh. Khi người nào nó mạnh nó kê lên thì các bạn nó nhích nhẹ ra bằng tay mình thôi. Và từ cái mà nó xoay bên phải, bên phải xoay á, là mình phải tập trung cái lực qua bên phải nè, bên tay phải nè. Dạ. Mình hướng phải nè. Và khi cái bàn nó nhích nhẹ nó xoay á, thì mình phải đi theo, cũng như là mình tiếp sức cho nó trợ lực tí xíu. Trợ lực cho nó xoay. Con thì bản thân con có thể chạm nó. Đúng. Tư tưởng nó là con tự xây được và con có thể, con lúc nãy con thử rồi. Cái moment lực của mình á, mình moment bên phải thì mình phải tập trung cái lực qua bên phải. Dạ. Giống như mấy người nhân điện, thấy nhân điện không? Người ta ngồi lâu, người ta tập trung cái điện từ qua bên tay người ta này. Người ta ngồi im rồi người ta luyện á, là bắt đầu á, điện từ nó vô cái tay người ta mới tiếp tục nhân điện nữa. Dạ. Đúng không? Nhân điện này cũng vậy, là từ cái điện từ của mình để nhân điện người ta để sau lưng sau đồ là người ta chữa bệnh. À, nên đôi khi là cái bàn này á, mình đè nặng quá thì nó lại không xoay. Đúng rồi, đè nặng quá lực nhiều quá. Mà mình để hở thì cái lực đông mà tiếp xúc vào cái bàn. Dạ. Biết không? Biết không? Nên cái gỗ mà Bình Định, cái gỗ là gỗ lâu năm, gỗ như gỗ tích điện vậy đó. Dạ. Là điện từ của mỗi người nó mỗi khác nhau. Có nhiều khi hai ba người đặt lên thì một người kia bên phải quay thì những người kia phải tập trung qua phải hết. Chứ người trái người phải thì nó quay ở đâu? Dạ. Điện từ nó quay chỗ nào? À. Đúng không? Nên một người kia phải quay thì tất cả hướng về phải hết. Mà khi cái bàn nó hết lẽ là bàn tay mình á, là bắt đầu là nó xoay là bắt đầu phải đi qua bên phải hết. Và khi kêu dừng á thì tất cả cùng dừng chứ phải người đi người không về lấy gì mà cái bàn nó dừng. Có nghĩa là nó xoay dựa vào. Đúng. Cái từ trường của mình. Đúng rồi, à. Là cái điện lực cái từ trường của mình mang được hết. Thì nó cảm nhận được. Đúng nó rồi. Muốn xoay. À. Thì giải thích đơn giản là vậy. Giống như VT1 lên đó nó cũng huyền bí đây, nó quay hồi rồi đó, VT1 với VT3 nữa. Dạ. Là tạo lên một cái phương lực hồi xưa mình học đó là lực moment, lực cộng với cái sức hút đó đắt cộng với cái phương trình gì nó tạo nên một cái lực. Dạ. Khi mình nó kêu nó quay thì tạo cái lực qua bên phải của mình đó, thì theo cái điện từ của mình, cái moment lực của mình á là với sức hút của nó đắt cộng theo cái phương đó, nó thành một cái
cái giống như là cái phần cái bên vật lý vậy, thì nó rất nhẹ như là mình thấy. Nhiều khi để vậy mình ngó dưới cái cốt nó rất nhẹ thôi. Dạ. Nhưng mà với điều kiện là tâm mình nó phải tịnh, đừng có suy nghĩ, mình phải tập trung qua phải là qua phải, mình đứng im mình tập trung cái lực mình qua phải thì nó nhích nhẹ. Con thấy là mình bản thân của con thì nó mình cái từ trường của mình cảm nhận lên cái não của mình á, và mình phải truyền một cái năng lượng và nó sẽ theo ý nghĩ của mình, nó sẽ tự xây theo ý nghĩ của mình, là khi bên phải quay thì nó lại quay bên phải. Dạ. Đó là một cái giải thích dễ hiểu nhất. Có mọi người thì nhầm khi người ta không gọi, không hiểu tôi gọi là cái mê tín dị đoan hay là cái vàng mà quay. Người thì nói là biết tiếng, sao nó biết tiếng tên, tiếng tàu, tiếng tây, rép bên phải, rai, phải rép đồ gì hay tiếng tàu hả? Dạ. Bây giờ được có nhiều người nói tới giờ linh người đó biết nặng nhẹ em thấy cái lực ở trong điện tử trong người mình nó yếu thì nó không tập trung thì nó lại không xoay thôi. Nhất là những cô á, những đi cô lên đây á, được rồi vậy á. Người ta thường ra người ta là tập trung lực, thế với là người ta ngồi thiền quen rồi, người ta không suy nghĩ gì hết, người ta kêu bên phải quay được cái đường bên phải đó, cũng xây rất là nhanh, hay lắm. Các ni cô rồi là xây nhanh hơn. Ni cô với mấy thầy rồi là ngồi thiền quen rồi đó. Dạ. Có nhiều người ngồi thiền nó nên nổi mấy thầy ngồi nó nổi là hỏng mặt đất luôn. Ngồi thời gian ngồi hỏng mặt. Ngồi hỏng luôn hả chú? Hỏng. Cái gì? Hỏng là sao cái lực của người ta chạm vô cái đó là người ta ngồi thiền quen ấy, người nó bay bổng lên. Sư ở đây ngồi không được không chứ? Không, sư tùy theo sư chứ. Dạ. Sư họ luyện theo cái phương pháp gì đó. Dạ. Thì có thể ngồi. Con thấy con nghe chú nói về cái nhân điện ở đây thì rất là nổi tiếng ở miền Trung mình. Nhân điện đúng rồi, nhân điện ấy, có thời gian mà chú cũng đi học nhân điện các thứ này nọ, cũng tập trung ngồi. Người ta có cái bài để nhân điện thôi. Dạ. Bài để mình tập trung cái tư tưởng. Tư tưởng, tập trung cái luồng điện của mình vào cái trọng tâm cái vị trí nào đó, ví dụ bên tay phải hoặc bên tay trái. Thì những người đó là ngồi im đi rồi phải chú tâm vô, thì khi mà cảm thấy mà có cái lực áp vô người nó nóng á. Dạ. Là có cái điện từ của người này truyền người kia, người ta chữa bệnh. Chứ bây giờ có nhiều người nói cái này hiên biến phải cái tâm của mình á. Cái tâm của mình, cái việc gì mình làm. Ví dụ như bây giờ tối mình ngủ, cái tâm mình tịnh mình ngủ ngon giấc đêm tới sáng không có hứng biếu. Còn tâm mình không tịnh mình làm cứ là giật giờ sáng ngày mai vậy, mình làm công việc chưa xong chưa ổn định ngày hôm sau thì cái tâm mình nó không tịnh, thì không có chú hướng vào một việc gì đó thì mình ngủ lại nó khó ngủ. Không? Chủ yếu là tâm sáng. Đúng rồi, tâm sáng mình không có suy nghĩ, mình không có bằng hứng biếu là có việc đấy, mình nằm xuống là mình cứ niệm Phật cái gì ai gì là Phật, nó quay gì là Phật một rồi cái gì ra gì làm cứ là tự dễ ngủ. Dễ ngủ. Dạ. Đó nên có nhiều người số là sao nằm xuống á thì người ta ngủ được, người ta đếm số. Có nhiều người á là làm này làm cái kia cho quên đi, quên xong rồi ngày làm ấy, nhưng mà như chú nằm xuống ví dụ như bữa nào ngủ không được thì cái niệm nó sống lên nên nó tâm mình ở nó mới Phật. Cái như một tăng ít sơ là nằm ngủ thôi. Dạ. Con cảm ơn chú nhiều ha. Dạ. Chú chia sẻ hay quá. Như con thấy là ở đây mấy người lên chùa tự nhiên tại sao những người lớn tuổi này hay đi chùa chiền thì khi mà tới cái chỗ cửa Phật tự nhiên cái tâm tịnh, không có suy nghĩ, không có vướng víu sân si gì hết. Nên từ khi phải làm ở chùa đôi khi lên cái tâm của mình trước thì nó vẫn là có tâm để làm việc gì đó. Chứ làm một việc này mà mình nghĩ luôn không có cái tâm thì cái công việc của mình nó như bước đi làm được thời gian là mình đại trí. Dạ. Chú thường vô dọn dẹp ở chùa này hả? Chú làm công quả đây mười mấy năm rồi chứ. Chú làm công quả mười mấy năm? Mười hai năm rồi. Dạ. Cái sáng đi rồi chiều về trưa thì có người đây nấu cơm ăn uống là nào này. Nhưng mà làm thì thấy vui hơn. Làm thấy vui. Dạ. Thứ nhất thứ hai lên đây mình không suy nghĩ hết. Không trả đường, không trả ra đường. Ví dụ bon ken ở tính tiền cái mạng vậy, mình cứ ổn định vậy thôi. Cứ là sáng mình đi làm có sức khỏe. Dạ. Nên đôi khi ở ngoài nhà cốt vậy chú là cứ tháng là dọn ra hai lần. Hai cốt hả? Cái cốt á, hai cốt giỏi cốt á. À. Cái tượng á, chú lâu cái tháng hai lần, cái ngày rằm mới là ngày trước, ngày mùng một. Lâu mấy cốt người ta luôn. Cốt người ta gỡ hả chú? À, cốt của ngoài nhà, ngoài đó, hầm ba mấy cái. Mình làm thì mới niệm Phật. Dạ. Mình niệm sao là cho mình được hưởng coi như là thế này thế khác, có sức khỏe cho con để dọn dẹp chứ bây giờ mình đâu có gì đâu mà đâu sợ. Cần gì cần sức khỏe người, thôi cần sức khỏe. Có nhiều người họ sợ là sao là vô nhà cốt được chỗ vong linh sợ không sợ hết. Tâm sáng thì mình làm thẳng không mình sợ gì hết. Sáng thứ hai nữa là mình dọn dẹp với người ta thì người ta độ trì cho mình nhưng mà không phá phách gì người ta thôi. Dạ. Không có làm gì thôi. Giống như nhà người ta mình về dọn dẹp hương hoa quả rồi
ngày rằm ngày đồ mình cắm bông hoa thắp nhang, người ta cúng bái đồ đây để em ra cúng mình lại cho người ta ăn hưởng vậy thôi. Rồi con chào chú ha. Theo như lời của chú Tiến chia sẻ và một cái chú làm công quả ở trong cái ngôi chùa này chia sẻ về cái chiếc bàn tự xây, nếu như giải thích theo khoa học thì đó là những cái mô men lực nè, những cái từ trường phát ra từ con người và chiếc bàn đó nó có thể tự xây theo ý niệm của mình. Cũng như ở miền Trung này có một cái ngành gọi là cái ngành nhân điện, có khả năng tập trung điện trường từ cái cơ thể của mình để trị bệnh cho một người khác. Thì cái chiếc bàn này nó cũng giống như vậy, người nào mà càng tình tâm thì cái và tiền một cái năng lượng cho chiếc bàn thì cái chiếc bàn này có khả năng tự xây được. Và hôm nay thì đây là một cái chiếc bàn thứ hai Bùi Hồ đã tự kiểm tra và thấy chiếc bàn này nó có khả năng tự xây mọi người. Và từ cái luồng tư tưởng của mình á, nó sẽ truyền đến một cái bàn, một cái lực nào đó vô hình làm cho cái chiếc bàn tự xây. Rất mong video clip này sẽ mang đến cho cô bác quý anh chị cũng như là tất cả các bạn một điều gì đó thú vị ngay tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở video clip sau.